Hello quý vị và quý bạn. Buổi chiều thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và quý bạn một đôi cúp kép 40 của TV. Hàng MS nhé. Thì những hàng này trước khi mình có một đôi, còn đây có một đôi nữa vừa mới về. Đấy, để giới thiệu và đến quý vị và quý bạn. Các bạn xem video xong nhớ cho mình một like. Mình sẽ báo giá ngay sau video các bác nhá. Không phải comment làm gì cả, sẽ báo giá luôn trực tiếp cho các bác. Thì hiện tại trước mắt quý vị các bạn đây là một đôi loa xúc kép của TV, gồm hai loa bass 40 từ 19,5 côn 76. Thì cái loa bass này nó trong phân khúc kia dạng như là loa 935. Thì nó dùng loa bass này. Bass này của nó là mã là 2032H, có bản đó. Đây này. Đấy. Đây là những cái loa bass mà có nói. Đây, có côn đây. Mọi người rõ chưa ạ? Nhưng mà loa nó đẹp như mới, em nhìn này không gọi lăn tăn gì. Thì trong đây nó có một cái cục cuộn dây. Cuộn dây này là nó chặn tiếng nời của loa bass để ra là bớt nời đi các bác nhá. Đấy, bông màu đỏ. Con này là xuất sang thị trường Anh thì rất là bông màu đỏ. Đấy. Chiếc bass thứ hai đấy ạ. Nó đi đường biển thì nó có hơi nước muối bốc lên làm cho nó bị oxy hóa. Đẹp chưa? Các bạn nhìn rõ không ạ? Thùng vách của những con này nó rất là gọn gàng quá nha. Đấy. Thùng vách rất là gọn gàng. Thùng vách cái này nó rất gọn quá nha. Đấy. Cực đẹp luôn. Nói chung là loa đẹp mỹ mãn. Lâu qua thì nó đẹp như này rồi quá. Đấy. Còn nó vận chuyển thì nó có dính bị một tí cấn như thế này thì không thể tránh được các bác nhé. Cái đấy là phải có. Bây giờ mới đo chiều cao, chiều rộng cho các bác dễ hình dung vào cái căn phòng của các bác. Rất gọn gàng luôn. Các bác mua chút này nghe chất âm của nó thì tuyệt vời, không phải nghĩ. Mà thùng sơn tần thì các bác chả phải lăn tăn gì nữa rồi. Đây, em sẽ đo cái chiều rộng của nó trước nhá. Năm mươi bảy thôi nhá. Chiều rộng 57 phân này, đẹp chưa? Đấy. Chiều sâu này cũng 57 luôn. Đó. Chiều cao nhá. Chiều cao là 92 phân. 91 phân. Rất gọn, cực gọn luôn. Xúc kép mà làm quá gọn luôn. Hàng này sơn sần cát, đời cao chút phút luôn thôi nha. Cực đẹp luôn. Bây giờ mới lấy căng này. Đó. Cái video này thì mình sẽ tháo bên trong hoặc cho các bác xem củ loa thôi. Đấy. Loa bên BBB bán là bao vin, bao phịn. Từ ra đến vét, sai trả lại các bác nhé. Đấy. Thì sau video này thì mình sẽ test thiết âm để quay ngoại thất xung quanh cho các bác. Loa này của nó là mã sản phẩm là MS125F. Đó các bác nhá. Gồm 2 bass 40. Thì giá thành thì vô cùng hợp lý thôi. Hiện tại bên KBB đang bán giá là 13 triệu một quả. Bán lẻ, riêng xúc là bán lẻ nhá. 13 triệu một quả. Tội vì các bác đi mua một chiếc xúc 50. Đúng không? Có từ 19 con 76 làm sao bằng được cái đồ này được. Không thể bằng được, khẳng định các bác luôn nhé. Đố một chiếc xúc 50 là từ 220 cũng không bằng một chiếc xúc kép này được. Cực đẹp luôn. Nói những hàng dòng hàng này của nó thì các bác không phải lăn tăn chê một cái điểm gì. Đó. Rồi, hàng nó thùng đẹp chứ các bác. Nâu chùi qua, tỉa tót qua là ok ngay, mới ngay. Đấy, đây là lưới. Em đi ra ngoài này. 13 triệu một quả, một đôi là 26 triệu. Bác lấy một đôi lấy một quả lấy, em bán lẻ
cặp này em bán lẻ luôn cho các bác. Đó. Chơi một quả thuốc này thôi có 13 triệu thôi các bác. Đấy. Cực kỳ hay, cực kỳ vip. Nhiều bác đi mua những cái nếu mà đem cho so sánh luôn nha, nếu như phân khúc mà cái loại VRX 118F mà bắt 50 từ 19 đấy nhá, thua xa nhiều. Coi nha, khẳng định luôn là thua đấy. Thuốc kép bao giờ tiếng nó lực hơn, đầy hơn, khỏe tiếng hơn. Đấy, công suất gấu hơn. Thì cái quả thuốc này là công suất trung bình của nó là tầm mắc ra là 800W. Các bác chơi tầm độ 500-600W nó anh ok rồi. Con đẩy 500-600W nó anh ok rồi. Còn mắc tối đa của nó phải 800W. Đó. Đẹp cho các bác. Giá vô cùng hợp lý nha. Đấy. Chỉ có 13 triệu một quả thôi. Các bác đã sở hữu may một chiếc sức kép 40 của Mỹ. Fit. Sò. Đấy, hàng là hàng Quốc Tân Anh, nó bông màu đỏ nhưng mà nha. Đấy. Bao nào có nhu cầu lấy thì sớm đi tìm BB. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng. Các bạn thấy video hay nhớ cho tìm BB một like để ủng hộ cho tìm BB. Sẽ quay rất nhiều những video mới cho các bạn xem nữa. Coi nha. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn.